10 bí quyết giúp phụ nữ sau tuổi 25 luôn trẻ trung. Sau 25 tuổi, nhiều phụ nữ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da có đốm nâu và thâm sạm. Có thể đó là những thay đổi nhỏ nhặt khiến bạn không nhận ra, nhưng đừng để đến khi những dấu hiệu xuất hiện rõ ràng thì mới bắt đầu chăm sóc bản thân bạn nhé. Khi bước qua tuổi 25, bạn có thể đang bận rộn với công việc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp, bạn cũng có thể kết hôn vào độ tuổi này, bắt đầu dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con. Công việc và cuộc sống bận rộn dường như khiến bạn quên rằng bản thân cũng cần được nâng niu chăm sóc. Mặc dù sau tuổi 25 bạn vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, nhưng làm thế nào để giữ những nét thanh xuân được lâu dài? Là phụ nữ hiện đại, vẻ ngoài tươi trẻ luôn giúp bạn tự tin, năng động và thêm yêu cuộc sống. Vì thế hãy thay đổi những thói quen không lành mạnh cũng như dành thời gian cho bản thân để chăm sóc cơ thể mình ngay từ bây giờ. Sau đây là một số bí quyết giữ gìn nét tươi trẻ sau tuổi 25, có thể chúng sẽ rất hữu ích với bạn. 1. Hạn chế trang điểm. Bạn vẫn còn trẻ và làn da vẫn còn độ đàn hồi tự nhiên, vì thế bạn không cần trang điểm quá nhiều lớp để che những nếp nhăn nhỏ hay để nâng tông da. Điều bạn cần làm là giữ gìn sự tươi sáng và những đường nét trên khuôn mặt mình một cách tự nhiên nhất. Bạn nên chú ý đến việc thoa kem chống nắng vào ban ngày và dưỡng da vào ban đêm. Nếu cần đi sự kiện quan trọng thì bạn chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. 2. Dưỡng ẩm da. Dưỡng ẩm da là điều rất quan trọng vì giai đoạn đầu của quá trình lão hóa bắt nguồn từ việc da thiếu độ ẩm cần thiết. Vì vậy để làm chậm quá trình này, hãy dưỡng da ngay từ bây giờ. Bạn cũng có thể kết hợp một số loại mặt nạ dưỡng ẩm theo làn da để làn da được cấp ẩm tốt hơn, trở nên mướt mịn. Bạn nên sử dụng các loại mỹ phẩm chứa axit hyaluronic và các thành phần dưỡng ẩm khác. Một chai xịt khoáng sẵn có trong túi sách là điều rất cần thiết. Ngoài ra bạn cần uống nhiều nước để cấp ẩm cho làn da từ bên trong nhé. 3. Tránh chạm tay vào da. Để giữ làn da trẻ trung cần thực hiện những thói quen tốt và hạn chế tối đa những thói quen xấu. Bỏ thói quen chạm tay lên mặt, không dụi mắt vì vùng da mí mắt sẽ bị tổn thương. Giặt và thay gối ráp giường 1 đến 2 lần một tuần. Bạn nên dùng gối làm bằng vải cốt tông. Sau khi rửa mặt dùng khăn lau nhẹ tránh trà sát lên da. Giữ màn hình điện thoại xa so với mặt. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện các tiểu phẫu trên da mặt. Bàn tay là bộ phận chứa nhiều vi khuẩn, vì vậy hãy hạn chế dùng tay chạm lên mặt để tránh bụi bẩn bám vào da. Bên cạnh đó, bạn nên loại bỏ thói quen chống cằm, tì tay lên da vì điều này có thể hình thành nếp nhăn. 4. Bảo vệ da khỏi ánh nắng. Để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, bạn cần thực hiện một số biện pháp chống nắng và bảo vệ da sau đây. Tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời ở các khung giờ cao điểm. Hãy sử dụng các loại mỹ phẩm chất lượng trước và sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Tăng cường độ cấp ẩm cho da, bảo vệ làn da với kem chống nắng và mũ rộng vành khi ra ngoài. Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân gây ra các vấn đề về da, đặc biệt là thúc đẩy quá trình lão hóa. Tia UVA có khả năng thẩm thấu sâu vào các tầng biểu bì trên da hơn so với tia UVB. Kết quả sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da trở nên mỏng dần. 5. Từ bỏ các thói quen xấu. Các thói quen xấu như thức khuya, uống nhiều bia rượu, hút thuốc, dùng điện thoại quá nhiều là nguyên nhân tổn thương đến cấu trúc sinh học của cơ thể, kể cả làn da. Vì vậy hãy từ bỏ các thói quen thiếu lành mạnh để giữ làn da trẻ trung khi bước qua tuổi 25 nhé. Để từ bỏ thói quen xấu, bạn nên bắt đầu từng bước. Chẳng hạn nếu muốn thay đổi thói quen ngủ muộn, bạn hãy đặt giờ đi ngủ cụ thể và tuân thủ trong những ngày tiếp theo. Một khi đồng hồ sinh học bắt đầu thích ứng, bạn sẽ dễ dàng loại bỏ thói quen ngủ muộn của mình. 6. Rửa mặt thường xuyên. Khói bụi thường xuyên bám dính trên khuôn mặt của chúng ta. Vì vậy, để bảo vệ làn da khỏi bụi bẩn, vi khuẩn lây truyền các loại bệnh và giữ nét trẻ trung, bạn nên rửa mặt sạch sâu. Bạn có thể sử dụng nước tẩy trang vào mỗi buổi sáng và buổi tối để làm sạch làn da. Để giữ làn da luôn sạch sẽ, bạn nên đọc kỹ các thành phần trong mỹ phẩm dưỡng da, bao gồm các loại chứa cồn, hay nhớ loại bỏ lớp trang điểm trước khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia làm đẹp để có lộ trình dưỡng da phù hợp. 7. Sử dụng mỹ phẩm tốt. Một số bí quyết trong việc dùng mỹ phẩm mà không gây hại cho làn da có thể bảo vệ làn da của bạn lâu dài. Đó là mua mỹ phẩm chính hãng, dùng kem nền dạng lỏng hay phấn để tạo lớp nền mỏng nhẹ cho da. Giặt sạch chổi và bông trang điểm. Kiểm tra hạn sử dụng của mỹ phẩm. Hãy vứt sản phẩm hết hạn để bảo vệ làn da một cách tối ưu. Nếu có thói quen trang điểm hàng ngày, bạn nên đầu tư một bộ mỹ phẩm chất lượng. Ngoài ra, bạn cần lựa chọn thành phần mỹ phẩm không kích ứng cho da. Sử dụng mỹ phẩm không chất lượng có thể tàn phá làn da của bạn và gây lão hóa nhanh hơn. 8. Mỉm cười nhiều hơn. Bạn có biết rằng những biểu cảm có thể hình thành lớp mặt nạ trên khuôn mặt? Điều này là do những nếp nhăn xuất hiện khi bạn nhăn mặt khó chịu. Lựa chọn của bạn lúc này sẽ quyết định lớp mặt nạ sau 50 tuổi. Vì vậy hãy cười thật nhiều và sống hạnh phúc để giữ vẻ ngoài luôn tươi trẻ nhé. Để tạo thói quen cười, hãy tập các kỹ thuật thư giãn. Điều này giúp bạn giảm căng thẳng và giãn cơ mặt hiệu quả. Hãy tập cười thật nhiều, nụ cười không chỉ giúp bạn thoải mái mà còn giữ vẻ ngoài luôn trẻ trung tươi tắn. 9. Chăm sóc nhiều vùng da. Bạn thường cho rằng làn da trên khuôn mặt là quan trọng nhất và chỉ tập trung chăm sóc da mặt. Tuy nhiên các vùng da khác cũng quan trọng không kém vì lão hóa da xuất hiện ở khắp mọi nơi, do đó hãy chăm sóc da trên toàn bộ cơ thể. Hãy sử dụng mỹ phẩm dành riêng cho từng bộ phận như kem dưỡng da mặt, da tay, da chân hay vùng mắt. Ngoài ra bạn nên tẩy da chết thường xuyên để tái tạo làn da. Lưu ý bạn nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết dành riêng cho da mặt và cơ thể. 10. Chăm sóc mái tóc. Để chăm sóc tóc hiệu quả, bạn có thể làm theo một số lời khuyên sau đây. Ăn nhiều thực phẩm làm từ sữa, ngũ cốc và rau củ tươi để tóc khỏe và bóng mượt hơn. Hạn chế tác động nhiệt độ cao lên tóc như sấy tóc, duỗi hay uốn tóc.
thường xuyên đội mũ để bảo vệ tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra bạn có thể làm mặt nạ tóc để nuôi dưỡng tóc bóng mượt, chẳng hạn như mặt nạ ủ tóc làm từ trứng rất dễ dàng thực hiện. Dùng cả quả trứng hay dùng lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng. Nếu sử dụng cả quả trứng hãy trộn đều và thoa lên tóc trong khoảng 20 phút. Lưu ý hãy dùng nước lạnh để gội đầu sau khi dùng mặt nạ. Bạn chỉ nên dùng mặt nạ tóc 2 tuần một lần. Ngoài bảo vệ da, bạn nên chăm sóc tóc cẩn thận để tránh rụng tóc, tóc chảy ngọn, xuất hiện tóc bạc sớm và gầu. Điều đáng ngạc nhiên là thói quen sống có thể gây tổn thương đến tóc và khiến vẻ ngoài của bạn trở nên tệ hơn. Sau 25 tuổi bạn bước lên một nấc thang mới của cuộc đời. Sau 25 tuổi bạn suy nghĩ chín chắn, xinh đẹp một cách mặn mà hơn và cơ thể cũng có nhiều thay đổi. Vì vậy sau 25 tuổi bạn hãy từ bỏ những thói quen xấu và học cách chăm sóc, yêu thương vẻ đẹp của bản thân mình nhiều hơn bạn nhé. Chúc các bạn có một làn da khỏe đẹp.